Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá rồi. Có một bạn khác rằng mấy thầy bác sĩ đó thấy ngôi sao thì vui mừng không xiết. Rồi chúng ta biết rằng đó là những điều mà Kinh Thánh đã mô tả về ba vị bác sĩ hay là ba nhà chiêm tinh đó đã đi tìm ngôi sao hay là tìm Chúa Giêsu và họ đã vui mừng khi họ đã gặp được ngôi sao đó. Amen. Buổi sáng hôm nay nhờ ơn Chúa chúng ta còn học cái chủ đề là vui mừng quá đỗi. Amen. Chúng ta còn nói là vui mừng quá đỗi. Vui mừng quá đỗi. Vui mừng quá đỗi là vui như thế nào quý vị? Rất vui. Vui quá xá là vui luôn. Vui không tả xiết được. Vui không xiết kể được. Nhưng mà rồi chúng ta biết rằng vui mừng là gì? Vui mừng quá đỗi là gì? Mà tại sao họ vui mừng quá đỗi? Và có bí quyết nào để dẫn cho họ được vui mừng quá đỗi đó? Chúng ta có muốn biết được những điều đó không? Amen. Chúng ta có muốn học hỏi những điều này để chúng ta áp dụng cho đời sống của mình không? Amen. Câu chuyện được kể rằng ba vị chiêm tinh nhà hay là Kinh Thánh ghi là ba nhà và bác sĩ này á, họ từ Đông Phương, mà chúng ta không biết rằng Đông Phương là nước nào, không biết là ở tại Trung Hoa hay là ở Iran, Iraq hay chỗ nào không biết, mà họ học sách và họ đoán, họ biết được rằng trong thời điểm đó ngôi sao đó xuất hiện thì báo cho biết rằng Đấng Christ hay là Đấng Messi đã được sinh ra để cứu nhân loại này ra khỏi tội lỗi. Thì ba vị bác sĩ đó đã bằng lòng bỏ tất cả nhà cửa, xe cộ, trong thời kỳ đó thì không có xe, rồi mọi sự trong gia đình của mình, và họ lên đường để họ đi tìm cho gặp được ngôi sao đó. Trong cái thời gian họ đi như vậy, chúng ta biết rằng thời gian Kinh Thánh không ghi là bao nhiêu, nhưng mà cái đoạn đường nó rất là dài. Trong thời bây giờ đó, nó không có máy bay, không có xe lửa, không có xe bus hay là xe hơi, nhưng mà phương tiện người ta đi bằng lừa, người ta đi bằng ngựa, người ta đi bộ, chứ người ta không có đủ phương tiện giống như chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà từ ở Đông Phương mà di chuyển qua tới tại nơi Bethlehem xứ Do Thái đó là đoạn đường rất là dài. Nhưng vì lòng yêu Chúa, vì kính sợ Chúa, họ muốn kinh nghiệm sự vui mừng quá đỗi đó, họ đã bằng lòng từ bỏ tất cả để họ đến, họ tìm cho gặp. Và khi họ gặp được rồi, họ thật sự đã được sự vui mừng quá đỗi. Amen. Tôi cầu nguyện cho những người đang có mặt buổi sáng hôm nay, đang nhóm tại đây, cũng như những người đang nghe chương trình, tôi cầu nguyện cho sự vui mừng quá đỗi của Chúa Giêsu đã ban cho ba vị bác sĩ ngày xưa, sự vui mừng đó cũng sẽ ban cho tôi và quý vị buổi sáng hôm nay. Amen. Thông thường thì ở đời thì chúng ta sẽ thấy gì? Khi mà chúng ta nhận được một cái gì đó thì chúng ta sẽ vui mừng, đúng không? Ví dụ như là ai mới được tặng cho một chiếc xe, có vui mừng không? Vui. Có ai đó được bên chồng, bên vợ cho tặng cho cái nhà, vui không? Vui. Cũng là vui. Vừa một số người thì mới được sinh được em bé, cũng vui. Mỗi cái niềm vui nó khác nhau. Nhưng mà tại đây chúng ta biết rằng, cái Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, tại đây ba bác sĩ này họ vui mừng, không phải là họ nhận được gì, nhưng mà họ vui mừng vì họ đã gặp được Chúa Giêsu. Amen. Cái sự vui mừng lớn hơn tất cả vật chất, cái sự vui mừng lớn hơn tất cả những cái điều gì mà của đời này, đó là một con người gặp gỡ thật sự Chúa Giêsu là sự vui mừng vĩnh cửu. Amen. Một sự vui mừng lớn mà những người bác sĩ đó người xưa họ đã kinh nghiệm, hay là những người chăn chiên, những người mục đồng người xưa họ đã kinh nghiệm sự vui mừng đó. Quý vị nghĩ đi, họ đã đi suốt một đoạn đường rất là dài. Họ tốn biết bao nhiêu là tiền bạc, họ tốn biết bao nhiêu là thời gian công sức, họ tốn biết bao nhiêu là trở ngại, họ đối diện biết bao nhiêu là ban ngày một cái nắng giữa sa mạc, nắng cháy da rát thịt, ban đêm nó lạnh đến mức độ mà cũng là cắt da cắt thịt luôn, rồi họ đối diện muôn loài thú dữ đủ cách hết. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng họ trả giá một thời gian, cuối cùng họ chỉ nhìn thấy ngôi sao mà thôi.
thì họ vui mừng quá độ. So ra tôi và anh chị em ngày hôm nay, chúng ta đang gặp gỡ Chúa một cách cá nhân, bao nhiêu sự thuận tiện đến đời sống của chúng ta, nhưng mà tại sao chúng ta không có sự vui mừng trọn vẹn giống như ba bác sĩ ngày xưa? Bởi vì sao? Cái sự vui mừng đây không phải là bạn nhận được bao nhiêu, nhưng mà sự vui mừng đây là bạn đóng góp trong nhà Chúa được bao nhiêu. Amen. Đúng không? Ba bác sĩ họ gặp, họ gặp không đúng không? Họ còn làm gì nữa? Họ đem ra vàng bạc, nhũ hương, mộc dược, những cái điều gì quý nhất trong thời bây giờ họ dâng lên hài nhi Giê-xu. Điều đó muốn nói rằng cái gì quý nhất trên chúng ta, cái gì quý nhất trong chúng ta mà chúng ta biết dành điều đó dâng lên cho Chúa thì chúng ta sẽ có sự vui mừng trọn vẹn. Bao nhiêu người buổi sáng nay muốn kinh nghiệm sự vui mừng trọn vẹn? Amen. Hãy dâng cả hồn linh thể xác, dâng cả thời giờ và công sức tuổi xuân của mình để phục vụ Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ kinh nghiệm sự vui mừng trọn vẹn của Chúa ban cho. À, chiều hôm qua chúng tôi đang ở Hà Nội, và quý vị biết rằng khi tôi đến và chương trình bắt đầu lúc 5 giờ, và 3 giờ mấy chúng tôi tranh thủ đi đến đó, và đến chỉ mới 4 giờ 5 mà thôi. Chương trình bắt đầu lúc mấy giờ quý vị? 5 giờ. Hai vợ chồng tôi nói thôi chiều hôm nay tranh thủ mình tới trước, mình tới khoảng 4 giờ để mình kiếm chỗ ngồi tốt. Và chúng tôi đến đó 4 giờ 5. Quý vị biết một việc gì xảy ra không? Không còn chỗ nào trong phòng. Và tất cả đều dàn dây vào đó đưa chúng tôi đi vào nơi cái bãi trống, ở trong cái chỗ mà khu thể thao quần người đó, ở trong người ta sức chứa khoảng độ 7.000 người, rồi cộng thêm bên dưới nữa, 7.000 người là phía trên này nè, còn bên dưới nữa là chặt cứng không còn một chỗ ngồi. Và 4.000 cái ghế ở phía bên sảnh, phía bên tay trái của đường vô cũng không còn một ghế nào chỗ ngồi hết. Và phía bên này khoảng độ người ta nói là khoảng chừng 2.000 đó, cũng không còn một cái chỗ nào hết. Thế là hai vợ chồng chúng tôi đứng đó mà mỉm cười. Và cảm ơn Chúa, tôi quay những cái thước phim đó, tôi gửi cho một số người, và tôi gặp được những ông Tây. Tôi nói là I'm very happy because Jesus visited Vietnamese. Oh, cũng gọi là me too. Tôi nói là tôi rất là vui mừng vì Chúa đang thăm viếng Việt Nam. Và ông nói là ông cũng vậy, vui quá. Và tôi thấy là, tôi nói là many people on the way come here to worship the Lord. Ông nói yes. Và vui mừng. Chúng tôi nói là cảm ơn Chúa, mọi người khắp mọi nơi cùng đổ về đây để thờ phụ Chúa. Ông quá trình vui mừng vậy. Và tôi hỏi bà chị em rằng tôi có nhận được gì từ chỗ đó chưa? Không, tôi vẫn nói về vật chất, có nhận được gì chưa? Tôi có nhận được cái gì từ nơi khác chưa? Chúng tôi phải tốn tiền vé máy bay đây ra tới Hà Nội, rồi tốn tiền taxi từ xong từ một bài để mà nội bài để rồi bay đi vô nơi Hà Nội, rồi chúng tôi tốn tiền khách sạn, tốn nhiều thứ lắm. Nhưng mà sao đến đó chỉ thấy người ta đi thờ phượng Chúa thì sự vui mừng quá độ đó được đầy dậy trên lòng của tôi. Tôi thấy tôi vui mừng. Nhưng mà tại sao những ông Tây, nên nhớ là họ là người nước ngoài, họ không có phải là mà là da vàng mũi tiệt tóc đen như giống như chúng ta. Họ là những người mắt xanh và mũi đỏ, mà họ đã tốn biết bao nhiêu tiền bạc, mà họ đã đi từ bên nước ngoài họ qua Việt Nam. Và quý vị biết sao, họ tặng cho ở tại Hà Nội 500 chiếc xe lăn. 500, phải 500 không? Đúng rồi, 500 chiếc xe lăn cho những người ấy. Chưa hết, ông một sư Renlin Graham là con trai của Billy Graham á, ông đến ông giảng 3 bài. Mà trước khi ông giảng xong, quý vị ông làm gì không? Ông tặng cho 50.000 đô la cho người nghèo. 50.000 đô la là giá trị tiền khoảng gần 1 tỷ mốt, gần 1 tỷ 2 tiền Việt Nam. Tại sao? Ông đến đó ông giảng cho người Việt Nam, ông cầu nguyện cho người Việt Nam, ông giúp đỡ chương trình, mà ông còn tặng tiền cho người Việt Nam. Và ông nói rằng ông rất vui mừng. Như vậy cho chúng ta biết rằng qua câu chuyện của ba vị bác sĩ này, từ những mục sư đó, để cho chúng ta đưa ra một kết luận là sự vui mừng quá độ đến khi nào? Đến
khi chúng ta biết ban cho người khác cái gì đó. Chứ không phải là mình nhận được cái gì đó từ người khác. Chứ như mình nhận được cái gì đó thì cũng có sự vui mừng. Mà Chúa Giêsu đã từng phán, và trong sách Công Vụ của anh chép lại rằng ban cho là có phước hơn là nhận lãnh. Hay là sự ban cho có sự vui mừng trọn vẹn hơn sự nhận lãnh. Mình vui không phải là mình nhận được cái gì, nhưng mình vui là mình đóng góp được trong nhà Chúa cái gì. Ví dụ như sáng nay người trẻ chúng ta là đứng lên nói vấn đề, thủ quỹ nói về kêu gọi vấn đề dân hiến về Giáng sinh. Tâm lý của con người của chúng ta, cái gì mà nó chuẩn bị cho mình một món quà thì khuôn mặt nó là tươi tắn, đúng không? Chuẩn bị mong đụng tới cái chuyện gì gọi là dân hiến thì bắt đầu mình... cái con người tâm linh của mình thì nó nói tấu tấu gấp. Còn có người thể xác mình nó mà đừng dân của dừng hết tiền. Nhưng mà tôi, hai vợ chồng tôi đứng giữa sân đó, giữa cái hàng ngang người đổ bộ vô, đến nỗi mà xe từ khắp mọi nơi, cả hàng trăm chiếc, sau chiếc tôi có cả hàng ngàn chiếc khắp nơi, đủ loại xe để đến đó để ầm ầm vào thờ phượng Chúa. Và tôi nói với vợ tôi rằng chưa thấy một con người nào kính sợ Chúa, hết lòng tìm đến Chúa mà Chúa bỏ con người đó bao giờ. Tôi nhìn thấy những vị mục sư, họ là những con người bình thường và thậm chí là trên cả bình thường của xã hội này. Nếu họ đi ra ngoài xã hội này, họ rất là bình thường, không có, không hơn ai được hết. Nhưng mà họ hết lòng nhờ cậy nơi Chúa, họ tặng hiến tuổi xuân của họ cho Chúa, họ tặng hiến tất cả cái gì của họ cho Chúa. Tôi thấy được rằng cứ tuổi về già của họ, Chúa ban phước cho họ đến nỗi họ vui mừng quá đỗi. Ban phước từ gia đình, hạnh phúc, sức khỏe, con cái, hậu tự, và thậm chí nói về cả vật chất của họ không thiếu bất cứ một cái gì. Vì lý do đó tôi nói với bạn chị em rằng muốn có sự vui mừng quá đỗi, tôi khích lệ tôi và chị em học theo ba bác sĩ này là hãy hết lòng tìm kiếm đến Chúa. Amen. Kinh Thánh chép rằng các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta. Chúng ta còn nói khi các ngươi tìm kiếm ta, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Amen. Ba bác sĩ này tìm sơ sơ thì có gặp được không? Đi dành chút xíu thấy mệt quá có được không? Đi vô nhóm đi nửa chừng thấy mã lò kẹt xe bỏ gì thì có gặp được một sự vui mừng không? Hãy nhờ ơn Chúa kẹt xe chỗ này, chúng ta tìm ngọn khác chúng ta đến. Amen. Trả giá một cách để chúng ta đến để gặp gỡ Chúa. Mà đến gặp gỡ Chúa không chưa đủ nữa, hãy học tinh thần như ba bác sĩ là dâng lên lời ngợi khen cảm tạ Chúa. Amen. Chưa hết nữa, và trong khả năng của mình có điều gì, con xin phụ công việc của Chúa trong những ngày tới. Amen. Cả hồn linh thể xác lẫn vật chất họ làm điều đó, cho nên họ đã có sự vui mừng quá đỗi. Nhưng mà trái ngược với sự vui mừng quá đỗi của ba bác sĩ là trong Matthew đoạn 2 câu số 3 cho chúng ta biết rằng vua và những người trong triều đình nghe điều đó thì họ bị bối rối. Tại sao họ bị bối rối? Cũng là một tin tức đưa ra. Một bên xa xôi lặn lội đi tìm đến để dân giúp, lại là vui mừng quá đỗi. Còn một bên tại nơi đó, gần đó, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tất cả, nhưng mà lại bối rối. Chúng ta thấy không? Quý vị đọc có phải ở trong Matthew đoạn 2 câu số 3 chứ nói vậy không? Ai có đọc lớn giùm tôi nghe nào. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua Herod và cả thành Jerusalem đều bối rối. Tôi hỏi quý vị tại sao họ bị bối rối? Đúng vậy. Sợ mất sự ảnh hưởng, sợ mất đi chức vụ và sợ mất đi quyền thế, sợ mất đi một cái sự trân trọng của người khác, chuẩn bị có một người nào đó ra đời và hơn chính mình. Đó là dẫn đến cái sự bối rối trên đời sống của họ. Nhưng mà tôi cầu nguyện không có một người nào đang có mặt người sáng hôm nay mà nghe nó đến ngày Giáng sinh mà lại bối rối. Mùa Giáng sinh đến phải là sự vui mừng lớn cho mùa dần. Amen. Lòng quý vị có háo hức, có rạo được vui mừng khi nghe những bài nhạc Giáng sinh không? Quý vị có
nào đèn chấp chóa rồi những cái thông. Ồ đây thứ hai cái thông rồi nè, đây thông nữa. Rồi chúng ta thấy mỗi lần có mùa Giáng sinh đến đó, làm cho tôi gợi nhớ trong sự vui mừng. Cách đây 23 năm về trước, một người thanh niên ốm yếu bệnh tật đau khổ buồn rầu đã gặp được gỡ được Chúa. Amen. Đã biết được Chúa, ngày hôm nay Ngài đã biến đổi cuộc đời của tôi. Amen. Hỡi ông bà chị em ơi, hãy đón nhận vui mừng chứ đừng có bối rối. Amen. Đừng có bối rối, hãy vui mừng vì Đấng Christ đã được sanh ra đời rồi. Amen. Cái sự vui mừng đó nó rất là quan trọng trên mỗi người trong chúng ta. Buổi sáng nay chúng ta xem một vài câu kinh thánh nói về sự vui mừng của những con người trong kinh thánh. Chúng ta xem ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 2 câu số 1, kinh thánh nói về sự vui mừng của một người nữ anh em. Họ cũng có một sự vui mừng. Họ vui mừng khi nào? Họ vui mừng khi nào? Chúng ta sẽ thấy cái sự vui mừng này nó có giống như mọi người trong chúng ta không? Trong Samuel thứ nhất đoạn thứ 2 câu số 1, tôi xin đọc cho quý vị nghe. Bây giờ anh em cầu nguyện mà rằng Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng và đỡ cho mặt tôi ngước lên, miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi vì sự chứng cứu Ngài làm cho tôi đầy khoái lạc. Amen. Lòng của bà vui mừng, khấp khởi vui mừng. Bà anh em bà vui mừng khi nào? Khi bà bằng lòng dâng Samuel cho Đức Chúa Trời. Amen. Cứ vui mừng là bắt đầu từ khi bà bằng lòng dâng một đứa con trai yêu dấu nhất của bà cho Chúa để Chúa sử dụng. Amen. Bà bằng lòng hy sinh cái gì quý nhất của bà để bà dâng lên cho Chúa, và ngay lập tức là sao? Lòng của bà tràn đầy sự vui mừng. Tôi xin hỏi những người đang có mặt tại đây và những người đang nghe trong chương trình này, có khi nào quý vị dâng hay giúp cho ai một vấn đề gì đó hay làm gì một việc gì đó cho Chúa, mà khi mà quý vị làm xong cái liều quý vị đang khao khát, quý vị kinh nghiệm sự vui mừng không? Vừa rồi thì tôi có đi qua bên Campuchia và tôi đi với bác Phú tại đây với một người anh em nữa. Và sau khi chúng tôi đi làm công việc và mưa ướt tầm tã, và sau khi chúng tôi làm công việc vui vẻ xong, trên đường chúng tôi cũng gần đi về, và chúng tôi quẹo qua một cái xóm nghèo kia và đi qua những con đường thật là dơ bẩn, và đi đến chỗ kia người ta thuê hai dãy nhà trọ như vậy. Và chúng tôi đến để cùng chia sẻ một số quà tình thương cho người ta và đọc truyền giảng về tình yêu Chúa Giêsu. Sau khi chia sẻ một lúc rồi thì họ cứ nói với tôi như thế này: thầy ơi, ở đây nguyên một xóm này mà không có nước xài, họ phải xài với một nước dẫn vào như vậy á, một hạt như vậy á, một lô như vậy á, lấy chúng tôi tới 3.000 ria, đối với họ là số tiền nó rất là lớn. Cho nên con của chúng tôi trong mùa nắng không có nước đủ để mà tắm, mệt mùng chiếu gối thì chúng tôi một năm chỉ dám giặt một lần mà thôi, chứ vì không dám giặt nhiều bởi vì sợ tốn tiền. Và cá tôi mua về không dám rửa nhiều vì sợ tốn nước, vì lý do đó vệ sinh rất là kém. Và chúng tôi chỉ có một cái cầu cá duy nhất để đi vệ sinh, mà cầu cá bây giờ cũng đã bị sập rồi. Cho nên chúng tôi đi vệ sinh như vậy phải ngồi trong nhà, đi vào trong cái bịch, nói hơi bận tiện chứ mà đây là sự thật, có bất phú làm chứng, đi vào trong bịch rồi bắt đầu cầu gói lại đem ra kêu quăng vào kia. Tôi nói Chúa ơi, còn gì tệ hơn đúng không? Cái phòng có bao lớn vậy á, mà cả hàng 5-7 người, 3-4 người ở trong một phòng vậy, mà rồi che một cái màn rồi đi vệ sinh trong nhà. Tôi nói và anh chị em đã bốc mùi cả nhà, như đó nó đã ảnh hưởng sức khỏe và bệnh tật rồi. Cho nên tôi thấy rất nguy hiểm. Và người ta nói hơn bao giờ chúng tôi rất là cần nước để chúng tôi tắm rửa giặt giũ và làm việc. Thì quý vị biết sao không? Sau khi bàn tán xong xuôi á, thì chúng tôi quyết định khoan cho họ cái giếng với giá là 400 đô. Chúng tôi khoan cho họ một cái giếng và làm chắc, làm bờ cao lên, khoan chắc, khoan sâu, và khoan sâu xuống 52 mét và lấy nước lên. Và sau khi chúng tôi đi vào trong kia truyền giảng về công việc xong xuôi, giúp đỡ cho bao nhiêu công việc, biết bao nhiêu niềm vui cho nhiều người khác, chúng tôi trở ra đó
thấy cái giếng đã xong rồi, lòng tôi vui mừng khắp khởi. Lòng tôi vui mừng. Bắt đầu chúng ta vỗ tay người nghe ngài. Amen. Tôi có uống một miếng nước đó từ cái giếng chưa? Tôi có uống một miếng nước nào từ cái giếng đó chưa? Tôi có tắm được nơi cái giếng đó một miếng nước nào chưa? Và quý vị, tôi có giặt được một bộ áo quần tôi nơi cái giếng đó chưa? Nhưng mà tại sao tôi vui mừng phấn khởi? Vui mừng quá đổi. Mà chỗ này nó là vui mừng khắp khởi nữa. Có nghĩa là không có một từ ngữ gì vậy diễn tả là khi bao nhiêu hộ dân đó đã có một cái giếng và làm cho tả cả cái bộ đó, những đứa trẻ nó vui mừng, từ nay tới đây muốn tắm thì ra đó tắm, không còn sợ thiếu nước nữa. Chúng ta vỗ tay từ ngày xưa. Ngày xưa tôi còn bé thơ thì mong những món quà Giáng sinh, đúng không? Rồi mong những cái điều gì đó từ một con người khác. Nhưng mà ngày hôm nay đã trưởng thành rồi, không phải trông mong chờ đợi một món quà gì đó từ một con người hoặc tổ chức gì đó, nhưng hãy biết rằng đến mùa Giáng sinh, Chúa ơi, con làm gì cho người khác để sự vui mừng của Chúa được tràn ngập trên con. Amen. Tôi đảm bảo trong mùa Giáng sinh này, nếu quý vị ở bên trước thì còn nhiều ghế, xin mời người chị em, mấy chị em mới vào đó, xin mời lên trên này nè, xin mời chị áo đỏ lên trên giùm. À dạ, trên này còn nhiều ghế, vâng. À, không ngồi dưới đất. Ok. Rồi chúng ta biết rằng cảm ơn Chúa, mùa Giáng sinh đến là cái mùa bày tỏ tình yêu thương. Amen. Cái mùa Giáng sinh là mùa bày tỏ tình yêu thương. Như vậy chúng ta biết nhờ ơn Chúa làm được một việc gì cho Chúa, để cho sự vui mừng của Chúa tràn ngập trên mọi người trong chúng ta. Amen. Đời sống có ý nghĩa thật sự khi đời sống biết quan tâm đến nhà Chúa. Đời sống có ý nghĩa thật sự khi đời sống nó biết quan tâm đến người khác. Amen. Chứ không phải là nhận được gì từ người khác. Chúng ta cùng bổ ba người cả, đến lúc bạn cần phải quan tâm đến người khác rồi. Amen. Đến lúc bạn cần phải quan tâm đến người khác rồi. Cảm ơn Chúa. Đến lúc bạn và tôi cần phải quan tâm đến người khác. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó, tôi thấy những người trong màn cười rồi đó. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh em đã dâng Samuel cho Chúa thì sự vui mừng đó, nó khởi sự vui mừng của vua khắp khởi trên lòng của bà, và bà nói rằng, và đỡ mặt tôi ngước lên. Amen. Và mà tiếp tục là gì nữa, và miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi. Đây là cái ý tưởng mà cô Mỹ Hiền đã chia sẻ cho tôi. Bà thách đố kẻ thù. Amen. Bà dâng để Chúa làm cho mặt bà ngước lên. Amen. Có nghĩa là Chúa muốn mỗi người trong chúng ta nhờ ơn Chúa thách thức cái sự nghèo thiếu. Amen. Hallelujah. Thách thức cái sự chật vật. Amen. Amen. Dân cho hết nghèo. Amen. Nghèo dân cho hết nghèo. Amen. Amen. Yếu phục vụ để cho hết yếu. Amen. Khi mà chúng ta thấy mình thiếu Kinh Thánh, dạy Kinh Thánh, cho mình thêm Kinh Thánh. Amen. Tôi có kinh nghiệm mỗi lần mà tôi đi dạy Kinh Thánh là tôi lại thiếu thêm Kinh Thánh. Mỗi lần tôi quan tâm đến người khác thì chính Chúa quan tâm đến tôi. Amen. Tôi xin lỗi quý vị, có nhiều lúc chúng tôi dùng bữa xong chúng tôi cũng thấy hơi khó tiêu, và tôi nói vợ tôi, em ngồi xuống, và bắt đầu tôi bóp vai cho vợ tôi. Bắt đầu tôi vừa bóp vai cho vợ tôi vừa massage cho vợ tôi, thì đang khi tôi massage cho vợ tôi thì các ngón tay tôi nó hoạt động, thì đàn này tôi cũng ực và nó tiêu quá trên đời sống của tôi, và tôi thấy người tôi phấn khởi lên. Và tôi nói với vợ tôi là, em ơi, lúc mình quan tâm đến người khác là Chúa quan tâm đến mình. Em chúng ta bảo anh lời kênh Chúa. Bây giờ ơn Chúa, anh em đã dâng xong ơn và anh em đã thách thức kẻ thù. Buổi sáng hôm nay tôi cầu nguyện cho tôi và anh em cũng nhờ ơn Chúa mà thách thức kẻ thù. Amen. Kẻ thù nó nói là, ồ, ngươi nghèo lắm, ngươi đừng dâng, ngươi phải đi làm thêm để kiếm tiền thêm. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm cả ngày chủ nhật. Vất vả, buồn bã, hối hả, tơi tả, rồi đi đến mùa màng. Nhưng mà những người có Chúa rồi, Chúa nói là ngày ban giấc ngủ ngon cho cả ngày yêu mến bạn bè. Đêm hôm qua chúng tôi bay từ Hà Nội về tới Sài Gòn khoảng độ 1 giờ sáng. 1 giờ sáng là trên đường chúng tôi chạy xe từ ngoài sân bay đi về tới ngã tư bốn xã, lúc bây giờ chỉ có 1 giờ mấy mà thôi. Tôi thấy bắt đầu người ta hối hả bày chuối, bày bưởi, rau, dưa leo,
đủ thứ đó, bán nửa đêm về. Tại vì đó là cái chỗ mà họ lấy trên đầu gối về rồi chia sẻ đây để rồi ngày mai họ bán. Họ thức suốt cả một đêm. Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng nếu mà trời không mưa thì còn đỡ, mà trời mưa mà giữa nơi chợ hôi thối mà làm suốt đêm, họ vất vả biết bao nhiêu vậy. Tôi nói vợ tôi, qua những cái hình ảnh mình thấy vậy, mình càng thêm tạ ơn Chúa. Amen. Hãy biết rằng đừng có than thân và trách phạt nữa. Amen. Những gì mà đang có ngày hôm nay so với người ta, đó là quá phước hạnh rồi. Amen. Cho nên nhờ ơn Chúa, tôi khích lệ bà chị em rằng anh ấy đã dâng để thách thức kẻ thù, chúng ta cũng dâng để chiến thắng được sự nghèo thiếu trên đời sống chúng ta. Amen. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8, để rồi tôi đọc lời của Đức Chúa Trời cho quý vị nghe một cái những cái câu chuyện mà giúp cho họ ngày hôm nay họ đã thành công, họ đã phước hạnh, nhưng mà những gì họ đã gieo ra ngày xưa làm sao để cho chúng ta cùng áp dụng trên đời sống của mình. Amen. Quý vị nghe tôi đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8 từ câu 1 đến câu số 4 như sau. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8, lòng rộng rãi của người Macedon. Tôi đọc chậm rãi. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm ơn cho hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng. Chúng ta nói là lòng quá vui mừng. Lòng quá vui mừng. Một lần nữa, lòng quá vui mừng. Lòng quá vui mừng. Và cơn rất nghèo khó họ đã rải ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp các thánh đồ. Họ là làm quá lòng trông cậy chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa, người Macedon đang khi họ túng thiếu nghèo ngạt như vậy, nhưng mà họ quyết định họ dâng cho các thánh đồ thì lòng vui mừng tràn ngập trên đời sống của họ. Amen. Chúng ta thấy tại đây người Macedon họ vui mừng khi nào? Dâng khi nào họ quan tâm và khi họ tận hiến trong nhà của Chúa. Amen. Một con người nào biết quan tâm đến nhà của Chúa, biết hy sinh nhà của Chúa, biết tận hiến như nhà của Chúa, biết quan tâm đến công việc truyền giáo, người đó sẽ có sự vui mừng quá đời. Amen. Khi tôi dự cái chương trình ở Hà Nội 500 năm cải cách của Tinh Lành, tôi đứng ở trên và tôi dồn xuống và tôi thấy một cái ca sĩ hát vào dân Việt Nam ngàn đời, dân Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời. Và cái cô ca sĩ đó, cô với chồng của cô là người âm thầm giúp đỡ trong chương trình cai nghiện ở tại Hà Nội. Và quý vị biết tại Hà Nội vừa rồi vậy, đi lên khoảng độ trên 100 người cai nghiện. Họ là những con người đầu gấu mặt ngựa, họ là những người đâm chém, họ là những người cướp bóc, họ là những người tệ nạn với xã hội này. Nhưng ngày hôm nay qua những tình nguyện viên đó, qua những tấm lòng đã cứu mang họ, họ trở thành mặc áo vest màu đen một dải, áo dài trắng một dải, đứng lên để thờ phụng Đức Chúa Trời. Và tôi nói với vợ tôi là cảm ơn Chúa, cứ cô đó cổ trả giá cũng xứng đáng với những gì cô đã bỏ ra. Amen. Và cứ sự vui mừng khi nào thấy những con người ấy được thay đổi. Amen. Và cả tại Chúa, người Macedon tại đây họ Kinh Thánh bảo rằng, Kinh Thánh nói là câu số 2 chúng ta đấy nha, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, chúng ta còn nói là chịu nhiều hoạn nạn thử thách, nhiều hoạn nạn thử thách như vậy thì quý vị nghĩ họ có dư dật không? Không, không. Nhưng mà họ có dừng tại đó không? Không. Một số người nghĩ là tôi đợi cho đến khi một ngày nào đó mà tôi giàu thì tôi mới dâng cho Chúa, hay là tôi làm ăn cho thành công thành đạt xong xuôi rồi tôi mới phục vụ Chúa. Nhưng mà tôi nói bà chị em rằng Chúa không muốn chúng ta dâng cho Ngài bao nhiêu, nhưng Ngài muốn tấm lòng chúng ta dâng cho Ngài bao nhiêu. Amen. Amen. Mình đừng có nghĩ là khi nào mình thành công rồi mình sẽ phục vụ Chúa. Nhưng mà chưa chắc, lúc thành công chưa chắc phục vụ Chúa đâu. Đang lúc mà chúng ta gặp khó khăn,
mà chúng ta vẫn hầu Chúa, đó mới là giá trị. Amen. Còn nếu quý vị đã có nhà, quý vị đã có xe, quý vị đã có đầy đủ rồi mà quý vị đi hầu về Chúa, cả đời người rước cũng giá trị nhưng mà không giá trị bằng lúc quý vị vẫn khó khăn, xe hư lên hư xuống, thiếu xăng lên thiếu xăng xuống mà quý vị vẫn đi hầu về Chúa, Chúa sẽ ban phước gì trong tâm lòng đó. Khi một ngân hàng quý vị có bạc tỷ rồi, quý vị dâng cho Chúa 100 triệu hoặc 20 triệu hoặc 200 triệu, nó không giá trị bằng trong túi bạn không còn đồng bạc nào, mà bạn vẫn dâng những đồng tiền cuối cùng, cái gì cuối cùng của bạn để phục vụ Đức Chúa Trời. Giống như người đàn bà đã dâng cho Eli một cái chút bánh và một chút dầu, khi mà cứ việc cạn kiệt cái đời sống họ, Đức Chúa Trời thấy điều đó và ngài làm sao dầu không thiếu trong mình và bột không thiếu ở trong vòng. Amen. Em bé sẵn sàng dâng cho Chúa khi nào? Khi mà toàn bộ ngoài đang đói hết, tất cả mọi người đã thiếu bánh, mà riêng em bé chỉ còn 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng bằng lòng dâng cái gì cuối cùng của mình, Chúa thấy được tấm lòng em bé, Chúa thánh quá ra 5.000 người ăn no nơi di dập, còn dư lại cho em bé đó 12 giỏ đầy. Chúng ta vỗ tay cho em bé. Đừng đợi khi nào bạn giao, bạn mới dâng cho Chúa. Đừng đợi khi nào bạn học xong thần học, bạn mới lần chứng về Chúa. Bạn đừng có bao giờ mong rằng bạn có nhiều bằng cấp, bạn treo lên tường bạn có giảng lời Chúa. Đừng bao giờ. Hãy nói về tình yêu Chúa Giêsu ngay khi bạn tiếp nhận Ngài. Amen. Chưa chắc những con người có những bằng cấp treo cao trên tường, xưng danh là mục sư, là tiến sĩ, là thạc sĩ gì đó, là những con người nói về Chúa Giêsu nhiều bằng những con người mở tên Chúa đơn sơ tiếp cận với bạn bè của mình. Amen. Tôi nói với anh chị em rằng hãy nói về tình yêu Chúa Giêsu đang khi chúng ta gặp được. Amen. Hãy chia sẻ về tình yêu Chúa Giêsu bất cứ khi nào. Cho nên đang khi người Macedon này họ đang túng thiếu nghèo ngặt, nhưng mà họ đã dâng lên cho Chúa, vì lý do đó họ vui mừng quá đỗi. Tôi đọc lại chỗ nó nói sự vui mừng khi nào. Đang khi họ chịu nhiều sự hoạn nạn thứ nhất thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ rải ra sự dư dật lòng rộng rãi mình. Họ đang thiếu thốn mà họ rải ra thì họ lại dư dật tấm lòng. Chúng ta nói là dư dật tấm lòng, dư dật tấm lòng, rộng rãi tấm lòng, rộng rãi tấm lòng. Cảm tạ Chúa. Quý vị biết rằng khởi sự hầu vì Chúa của chúng tôi á là một cái sự kinh khủng lắm đó. Quý vị đã từng biết khi mà tôi tham gia, tôi đi hầu vì Chúa, đi kiêng ngăn, đi cầu nguyện. Và quý vị biết sao, những cái lần mà đó là thường chúng tôi bị nhịn đói, xe đạp không có mà đi. Khi mà chúng tôi thuê nhà ở tích ở ngoài ngõ ba bù quẹo đó, anh Phú còn nhớ sáng thì nhóm tích ở trong cầu Tân Quán ở nhà cô Toán, tôi 4 giờ sáng tôi dậy tôi đi bộ tôi đi nhóm rồi. Amen. Không có xe à, không có tiền à, ở nhà không có, tôi dậy tôi đi bộ tôi đi nhóm. Quý vị có biết sao, học trường Kinh Thánh không có xe đạp, tôi vẫn đi cách này cách kia, quán dân người này cách quán dân người nọ, rồi sau đó Hội Thánh giúp cho tôi có một chiếc xe đạp. Với một chiếc xe đạp đó tôi đi khắp mọi nơi trên thành phố này. Còn quý vị có biết sao, 3 ngày không có gì để mà ăn, có ai biết điều đó không? Quý vị có biết không, suốt tháng này qua tháng kia đến mức độ mà không khi nào có một đồng bạc trong túi, mà lòng yêu mến Chúa không bao giờ vơi ra khỏi lòng của tôi. Amen. Vì tôi thấy Chúa quá yêu tôi. Và quý vị biết sao, sau bên khi mà tôi học đến vào cái trường thần học và với người học Kinh Thánh á, đến năm thứ hai là tôi không còn gì để mà ăn luôn, không còn tiền để mà đóng tiền nhà luôn. Và sau đó tôi cảm tạ Chúa, Chúa đã dùng cô Mỹ Hiền là vợ của tôi ngày hôm nay, đã lấy cà phê đó làm khô và gỡ để cho tôi ăn. Sáng cà phê khô, trưa khô cà phê, tối phi khô, mai khô phi khô. Cho nên bây giờ nói tới cá khô là mắt tôi bừng lên vậy nè. Nghe tới cà phê là tôi lắc tới đây rồi nè. Nó ẩn chứa trong này rồi, nó kinh khủng vô cùng. Ăn phi khô trừ cơm, ăn khô phi cơm trừ nha. Cứ phi khô, khô phi khô, cứ hoài như vậy á. Rồi nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, dầu vậy nó vẫn có được năng lực và sức lực để sống và qua ngày đó để học cho xong trường Kinh Thánh để phục vụ được Chúa Trời. Quý vị biết những ngày tháng mà phục vụ Chúa, rồi hai vợ chồng tôi lấy nhau, bắt đầu là chúng tôi bước vào chưa có một hội thánh, chưa có một nơi nào giúp đỡ, mà chúng tôi phải khó khăn bao nhiêu điều mà thử thách. Nhưng mà lòng của chúng tôi là quyết định đi theo Chúa, quyết định hầu Chúa là chỉ phục vụ Chúa mà thôi. Đức Chúa Trời Ngài không phụ lòng những người nào. Ngài không đối xử tệ với của người nào. Tôi còn biết ơn cô Chi.
những cái bó rau. Tôi còn biết ơn của Chi những cái hộp sữa cho toàn thắng. Tôi còn biết ơn của Chi những bịch gạo âm thầm đem vào để nuôi chúng tôi trong thời điểm này. Có ai biết không? Chúng tôi đi thăm viếng giảng đạo ào ào về nhà, vợ chồng tôi không có gạo để mà nấu. Đó ai mà biết. Ví dụ như là ngày hôm nay nhìn mùa thử đó, ô dày 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 kia, đâm ra ganh tị, đừng ganh tị. Amen. Những gì Đức Chúa Trời ban cho một người nào, Ngài không ban cho lòng bao giờ. Amen. 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 Người Macedonia ngày hôm nay là châu Âu đó, họ thành công, họ thịnh vượng bởi vì lòng rộng rãi của họ đã được ban ra cho Chúa. Chúa mở cửa sổ lên trời đổ xuống lại cho họ. Amen. Amen. Những con người đã bằng lòng mở lòng ra cho Chúa, Chúa bằng lòng mở cửa sổ lên trời ban phước trở lại cho con người đó. Amen. Lòng rộng rãi sẽ được đo đi. Con người người đó người đó khá mừng Chúa. Chúa không bao giờ đối xử tệ với kẻ nào hết lòng yêu mình. Tôi thách thức những con người nào dân cuộc đời cho Chúa. Tôi thách thức những người đó. Không có một con người nào hết lòng thờ phượng Chúa mà Chúa đối xử tệ với con người đó bao giờ. Hãy chỉ cho tôi cặp vợ chồng nào kính sợ Chúa đi, tôi sẽ chỉ cho họ bước đầu họ đầy dẫy gì chăn năng và thử thách. Nhưng mà sau đó tôi chỉ cho quý vị thấy rằng cuộc đời của cặp vợ chồng đó sau này là tràn đầy phước hạnh. Hãy chỉ cho tôi những con người nào ăn chơi tính toán và xa xỉ với Chúa đi, tôi sẽ chỉ cho họ, tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy rằng những con người đó bây giờ họ sung sướng trong tội lỗi, họ thỏa mãn trong tội lỗi, nhưng về sau họ trở thành ăn mày trong đau khổ của trần gian này. Một con người nào kính sợ Chúa, Chúa không bao giờ đối xử tệ với con người đó. Cái gì mình ăn thì sẽ hết, mà cái gì mình dâng cho Chúa luôn luôn còn. Chúa không bao giờ đối xử tệ với những người nào thành tâm thật lòng với Chúa, từ thể xác, thời gian, công sức, tiền bạc, vật chất, thậm chí là nhà của người nào mà biết phục vụ Chúa là cái nhà con ngoài. Amen. Bao nhiêu người buổi sáng này sẵn sàng nói là Chúa ơi, nhà của con là một nơi thờ phượng Chúa. Amen. Chúng ta có dám điều đó không? Amen. Thật sự vậy, khi mà chúng tôi đi thuê căn nhà nào thì căn nhà chúng tôi thuê, cái phòng chúng tôi thuê cũng là nơi học kinh thánh và thờ phượng Chúa. Amen. Thì Chúa hứa rằng phàm nơi nào ghi nhớ danh ta, ta đến và ban phước tại đó. Amen. Nhà chúng tôi nhỏ vẫn thờ phượng Chúa, nhỏ thờ phượng Chúa, Chúa là sẽ làm cho nó lớn. Amen. Hãy nhờ ơn Chúa, từng cái gì nhỏ nhất của chúng ta mà chúng ta phục vụ Chúa, Chúa sẽ biến nó ra thành lớn. Ông bà chị em ơi, Amen. Người Macedon họ nói rộng rãi, họ dân mà kinh thánh nói như thế nào, họ dân không phải là dân thường. Kinh thánh nói như thế này: vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền bạc theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa, và nay xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào việc giùm giúp các thánh đồ. Wow, lại nỉ, nài nỉ, nài nỉ, nài nỉ. Một con người đã trưởng thành, một con người đã trưởng thành thuộc linh như là anh Ne, như là người Macedon tại đây, khi dân đó là một sự vui mừng. Còn mấy người mà chưa trưởng thành thuộc linh á, thì đối với dân á là một gánh nặng, đúng không? Một con người đã trưởng thành rồi, một con người đã kinh nghiệm Chúa rồi, đụng tới việc công việc của Chúa, họ phấn khởi, họ vui mừng, phấn khởi vui mừng. Giao cho họ bất cứ việc gì, thậm chí là giao lao nhà kia, thậm chí là dắt xe, thậm chí là xếp ghế, thậm chí là dọn đồ ăn sau khi người ta. Khi một người yêu với Chúa đó, họ thấy là vui mừng, vinh hạnh được làm việc đó. Còn mấy người mà chưa yêu với Chúa, họ phải trơ, sôi đổ cho họ đạp lên. Mấy đứa nít quăng đồ họ đá, miễn là họ sung sướng cái đời của họ được rồi. Họ sướng quan thân họ được rồi, ai dơ kệ ai, nhà này là nhà của chùa của Chúa gì đó, nhà của tôi. Trên tha hồ mà ngồi vậy, không, những con người đó Đức Chúa Trời không bằng vui. Bao người ba phước là xem nhà của Chúa như chính nhà của mình. Thấy dơ gọn, nếu mình để cái cục xô mà đứa nhỏ làm rớt đó, mình không dẫm nên người khác cũng dẫm, mà nó chay cả nhà này sẽ dơ, thì mình vui lòng, mình hốt, mình làm sạch đi, người khác thấy cũng đánh giá được từng cái việc nhỏ đó, thì họ đánh giá được con người thật của mình. Nhưng mà trên hết, Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy cái hành động và tấm lòng của chúng ta, sẽ ban phước cho con người đó. Amen. Hãy biết rằng sau khi mình đi vô nhà vệ sinh, hãy làm sạch sẽ để trước khi ra, để cho người khác vào họ không bị khó chịu. Đó là một hành động của tình yêu thương. Đó là hành động của người trưởng thành.
Bởi vì sao? Chúa thấy nơi kinh nghiệm đó ngày ban phước. Đừng bao giờ nghĩ là Chúa chỉ ban phước lúc chúng ta ở cái phòng riêng trong sự cầu nguyện, nhưng Ngài cũng ban phước khi chúng ta âm thầm trong nhà vệ sinh. Mình thấy chỗ vệ sinh này dơ, mình lấy cái cây mình chà, mình chùi, mình xịt nước, mình làm sạch sẽ để người khác vào. Như vậy từ nơi kinh nghiệm đó, mưa trung tính trong cửa bất nghĩa, ta sẽ đọc của thật cho người. Tôi cảm ơn Chúa lúc mà tôi đi học trường Kinh Thánh, tôi vào trong những nhà vệ sinh tôi thấy dơ, tôi sợ những ông giáo sĩ ông vô sạch. Tôi đã lấy cái bàn chải đó tôi chùi sạch sẽ, tôi làm sạch sẽ để ông giáo sĩ ông vào ông đi vệ sinh, ông không chê người Việt Nam mà. Tôi trung tính của người khác, Chúa cho cũng thật cho chính mình. Tôi đã khích lệ quý vị, quý vị hãy yêu những con chiên của họ, người khác đây Chúa sẽ yêu con chiên thật của vị. Amen. Amen. Người Macedonia hạnh năn nỉ, họ nay nỉ cho họ được dự phần vào công việc các thánh đồ. Và câu số 5 để cho chúng ta biết như thế nào. Sau đó thì câu số 5 ghi là họ là lòng quá lòng trong cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, sau lại dâng cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hỡi ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã thể hiện điều đó bằng cách Ngài đã dâng chính Chúa Giêsu cho nhân loại này rồi. Đức Chúa Trời, Ngài đã dâng Chúa Giêsu cho nhân loại này, trong đó có tôi và anh chị em. Đức Chúa Trời bảo rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương, chúng ta còn nói là yêu thương. Yêu thương. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ngài không chấm từ đó, nhưng mà đến nỗi Ngài đã ban con họ. Chúng ta còn nói là yêu là ban ra. Yêu là ban ra. Yêu là ban ra. Yêu là ban ra. Tính toán là thâu vô. Tính toán là thâu vô. Yêu là ban ra. Yêu là ban ra. Tính toán là thâu vô. Tính toán là thâu vô. Ban ra có niềm vui. Ban ra có niềm vui. Thâu vô có sự ganh tị. Thâu vô có sự bối rối. Cho nên nhờ Chúa, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Chúa đã yêu nhân loại này và Chúa đã ban ra. Một cái đời sống trưởng thành là một đời sống biết quan tâm đến người khác. Đừng đợi người khác thăm viếng mình, hãy nhờ Chúa đi thăm viếng người khác đi. Đừng nói ra suốt mùa Giáng sinh thì không ai điện thoại cho tôi. Hãy điện thoại cho người nào không đi vô. Một mình chúng tôi không thể nào điện thoại hết từng con chiên được. Vì bây giờ chiên của Hội Thánh Salon này, tại đây là tại Bình Thạnh, rồi tại Hóc Môn, tại Quận 8, ở dưới Trà Vinh, Bến Tre, rồi đi Bình An, rồi Bình Dương, rồi qua tới Campuchia. Mà để mà chúng tôi gọi hết là gọi từ sáng đến chiều cũng không đủ nữa. Tôi muốn nhờ ơn Chúa, quý vị hãy nhờ ơn Chúa cùng điện thoại thay cho chúng tôi. Nếu mà tôi đi thăm hết như vậy, tôi sẽ không có sức để tôi giảng lời của Chúa cho quý vị. Cho nên nhờ ơn Chúa, quý vị sẽ làm công việc những gì mà Chúa kêu quý vị đã làm. Amen. Hãy tập tình thanh viên này. Tôi rất là vui mừng có một số chị em tình nguyện đi vào trong bệnh viện để đi thăm những người trẻ bị đau lớn và chia sẻ những món quà. Những hành động đó Đức Chúa Trời ban phước. Đức Chúa Trời ban phước. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến đó Ngài ban con một của Ngài, hầu thế ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Rồi gì nữa? Chúa Giêsu Ngài đã dâng cả mạng vàng của Ngài để cứu chuộc nhân loại này rồi. Chúa Giêsu Ngài bảo rằng con người đến không phải để bắt người ta hầu việc mình, nhưng mà làm sao? Ngài đến để Ngài hầu việc người ta. Chúa Giêsu đến Ngài hầu việc người ta và Ngài phó sự sống mình cho nhân loại này nữa. Cho nên nhờ ơn Chúa, tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta học nơi tinh thần của cha của mình là biết quan tâm, biết hy sinh, mình sẽ có niềm vui thật. Mình sẽ có niềm vui quá đỗi. Amen. Mùa Giáng sinh này sẽ có cơ hội để cho chúng ta có niềm vui quá đỗi, hay niềm vui trọn vẹn, niềm vui mà khắc khoải, hay niềm vui dâng trào khi mà chúng ta biết dành thời giờ cho công việc nhà Chúa, biết quan tâm đến anh em của mình. Amen. Ba bác sĩ đó đã đến, họ đã gặp và họ đã dâng. Họ đã dâng xong và Kinh Thánh bảo rằng họ đã kinh nghiệm sự vui mừng quá đỗi. Vui mừng không xiết. Nhờ ơn Chúa, tôi muốn mỗi người trong chúng ta cũng học theo tấm gương của ba bác sĩ này, chứ không giống như những người vua và cả thành Jerusalem này bối rối. Bối rối nó sẽ ở trong tấm lòng của những người nào ganh tị. Bối rối nó sẽ ở trong những tấm lòng những người nào sợ mất chức mất quyền. Bối rối nó sẽ ở vào trong những tấm lòng những con người nào sợ người khác ảnh hưởng hơn mình. Bối rối nó sẽ ở trong tấm lòng của những con người nào hơn thua với người khác. Còn sự vui mừng đến với những con người nào biết ban ra và quan tâm. Amen. Khi quý vị biết quan tâm, khi quý vị biết ban ra,
thì quý vị sẽ có sự vui mừng quá đỗi. Khi nào quý vị gặp thấy người nào nhỏ hơn quý vị và giảng hay hơn quý vị khó chịu họ, quý vị nói xấu họ, là quý vị sẽ có sự bối rối. Cả thành đều bối rối, cả thành cả lòng này đều bối rối, cả con người này bị bối rối. Hay là mình thấy một người nào đó họ hầu Chúa sau mình và Chúa ban phước cho họ có xe có cửa có nhà, mình không có thì mình đâm ra mình ganh tị khó chịu, mình đi nói xấu, là cả thành đều bối rối, từ vua cho đến cả thành đều bối rối. Cả thành đều bối rối, đúng không? Đó là sự thật, yeah. Đúng không? Nhưng mà một người nào biết quan tâm đến người khác là sự vui mừng quá độ. Amen. Sự vui mừng quá độ như nào? Khi thấy vui mừng khi người nào thấy ai đó có cái gì. Amen. Thấy người đó đẹp hơn mình, có một chiếc áo đẹp hơn mình, có một chiếc xe đẹp hơn mình, thấy họ thành công hơn mình vui mừng. Không mắc mớ gì mà người Sài Gòn này phải ganh tị với người Hà Nội trong lúc này. Amen. Đúng không? Đúng. Người Hà Nội có một cơn phúc như vậy, người Sài Gòn phải ăn năn hối chén. Sài Gòn là một nơi phải nói là nhận lãnh biết bao nhiêu dấu sĩ, nhận lãnh biết bao nhiêu sự giúp đỡ, mà công việc Chúa nó như vậy á, thậm chí có nhiều số hội thánh bây giờ nhốt lại còn có 5-7 que, 2-3 người, 5-7 người mà vẫn xưng là mục sư tổng quản nhiệm nữa chèn. Nhốt lại có 5-7 người của mục sư tổng quản nhiệm. Chúa không cần cái danh hiệu, cái danh xưng, cái sự mà quốc la quốc lát của mình, nhưng Ngài cần thấy cái sự kết quả thật. Amen. Chúa Giêsu đã từng phán xem trái mà biết cây. Hãy nhìn những con người ngoài Hà Nội, hãy nhìn những con người dưới Cà Mau mà chúng ta biết rằng hãy vui mừng với họ và biết ăn năn những cái tấm lòng của mình, công việc của mình, xin Chúa giúp cho. Tại Sài Gòn này cũng có những cần có người như vậy. Tôi mong muốn ở tại Sài Gòn này làm sao mà có những cái gấp xây lên một nhà thờ 1.000 cái ngồi, 2.000 cái ngồi, 10.000 cái ngồi để cho con dân của Chúa thờ cùng Chúa. Amen. Mà sau đó mình được khiêu nhường chỉ xin một cái nhà thờ 1.000 cái ngồi. Amen. 1.000 cái ngồi, 1.000, nhưng mà mình nhóm nhiều suốt nữa. Amen. Nhiều ban nữa, chúng ta cầu nguyện cái điều đó sẽ xảy ra và chúng ta biết rằng bắt đầu từ một hạt giống nho nhỏ của chúng ta. Amen. Mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện, gieo ra hạt giống cầu nguyện, gieo ra hạt giống người dân ấy, hoặc là gieo bất cứ một điều gì đó để mong rằng nó sẽ được xảy ra trong những ngày tới theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên tóm lại, ba bác sĩ này vui mừng khi họ biết ban ra. Ai muốn kinh nghiệm sự vui mừng, những người đó xin mời mọi người đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa ngay trong giờ này. Nói Chúa ơi, hãy giúp cho con cũng kinh nghiệm sự vui mừng giống như ba bác sĩ đó, bằng cách là con cũng mong muốn ban ra cho ai một điều gì đó trong mùa lễ Giáng sinh này. Chúa ơi, hallelujah. Ở lòng chúng con quyết định không bối rối, hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu Christ ngay trong giờ này, hallelujah. Mỗi người trong chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này, hallelujah. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.